với hơn 35 năm kinh nghiệm khai thuế cá nhân, doanh nghiệp và cung cấp bảo hiểm sức khỏe như Obamacare trên khắp 50 tiểu bang ở Mỹ. Xin liên lạc Cường Khai Thuế số điện thoại 678-359-6598, 678-359-6598 để được chăm sóc tốt nhất cho mùa khai thuế năm nay. Hey, hello các bạn. Thì hiện tại thì mình đang ở tại thành phố Bến Tre, quê của mình. Thì sáng ngày hôm nay là mình gặp bạn mình uống cà phê. Thì bạn mình nó làm trong cái khách sạn này các bạn. Khách sạn này phía sau lưng là các bạn thấy là khách sạn Quỳnh Thảo Hotel ở tại Bến Tre. Mình tới đây sẵn tới đây chơi, uống cà phê, dẫn các bạn vào bên trong coi khách sạn của bạn của mình làm manager ở đây. Thì bởi vì mình thấy trên hình đó là cái khách sạn này có cái view rất là đẹp, cho nên muốn làm review để những bạn nào mà chẳng hạn như sau này mà có về Bến Tre chơi thì các bạn có thể ghé ở đây để mà ở thử nha. Thì mình thấy cái view rất là đẹp, bây giờ mình đi vô trong thử. Rồi, thì đây là cái địa chỉ ngay chỗ này là 69C Đồng Văn Cống các bạn, thành phố Bến Tre. Có số điện thoại trên đó luôn, bạn nào có thể gọi được. Thì khách sạn Huỳnh Thảo Hotel. Rồi, thì ở ngay chỗ này là có một cái chỗ để xe khách mà có thể để ở đây được, có chú bảo vệ canh chừng. Hello chú. Rồi, mình đậu xe ở đó các bạn. Rồi, khu vực đậu xe khách. Giờ mình dẫn các bạn đi vào bên trong coi. Đó, thì cái khách sạn này các bạn thấy, wow, bước vô là các bạn thấy quá trời cây luôn ở đây nè. Rất là nhiều cây cối ở đây. Đây, hai bên nữa. Đây, làm landscaping rất là đẹp. Hey, hello, hello Tú. Wow. Yeah, ok. Wow, man. Khách sạn rất là đẹp luôn á. Ủa, cái này là mình làm là sân vườn, mình tự mà làm hay sao? Sân vườn này thì cũng có thiết kế luôn. À, có thiết kế luôn hả? Đúng rồi, thiết kế ban đầu như theo cái khối tòa nhà của khách sạn luôn. À, ok, cái này là Tú nha các bạn. Tú là bạn của mình ở Bến Tre. Alright, thì đây là khách sạn Quỳnh Thảo. Wow, cái kiểu thiết kế này đẹp quá vậy. Cái này là bằng gạch hay sao Tú? À, cái này là bằng gạch hết mà làm thủ công. À. Tức là những cái song sắt đó là đều là đục lỗ để mình cố định những cái thanh sắt để giữ vững. À. Chứ nếu mà gạch chồng lên nhau không thì nó giữ vững. Thì khi mà nung gạch nó còn mềm nó bắt đầu ta xỏ hai lỗ. À. Xỏ hai lỗ xong nung thêm một lần nữa cho nó cứng lại, bắt đầu dàn sắt lòn sắt vô. Wow. Ở những khung nó đều có lòn sắt. Ồ, sao cái kiến trúc của cái khách sạn này rất là độc đáo đúng không? À, và mình thích là bây giờ bước vô là mình thấy cỏ xanh rì luôn. Rồi thì khu này là khu tiếp tân hả Tú? Bây giờ mình đi vòng vòng coi nha. Rồi sẵn đi vòng vòng cho anh chị em, cô chú và các bạn coi khách sạn này ở tại Bến Tre. Rồi thì khu này là khu tiếp tân đây. Qua để quá trời bông vạn thọ luôn. Ở chỗ này mát dữ à. À, quá trời gió luôn á. Hai bên mình đều chống hết nên là lúc nào mình cũng có được gió hết. Yeah. Gió từ hai bên, một bên là đón nắng chiều, bên là đón ngoài không. Ồ, đã vậy. Qua wow, giờ mình ở giữa là mình đón hết luôn rồi. Các bạn thấy gió không? Thấy cái cây này nè, các bạn biết gió nè, lung lay lung lay. Rồi, right. Hey, hello anh. Yeah. Rồi, right. Cái khu này là khách ngồi ở đây, check-in. Chờ check-in ở khu vực này các bạn. À, alright. Rồi, thì bây giờ mình đi vô trong đi. Cái khu mà bên đây có cái đường đi thấy đẹp á. À. Thì đa số khách ở đây là ai tới mướn Tú? Chủ yếu khách của mình là khách đi công tác. Ok. Chủ yếu khách đi công tác. Những gia đình mà gia đình nhỏ lẻ, một hai gia đình về Bến Tre nghỉ dưỡng. À. Thì người ta thường chọn khách sạn của mình là hoặc là nhất là có trẻ em, tại vì khuôn viên mình rất là xanh. À. À, họ có thể là cho con họ thoải mái chơi đùa. À. Ừ, họ ngồi nhà hàng, họ ăn uống. À. Mình ra. Và mình có một cái khu trẻ em nhỏ. À, cái khu cho nít chơi. Không lớn lắm, cũng nhỏ thôi. Dạ. Cũng vài ba đứa cỡ vài tuổi rồi. Dạ. Chơi bùn bùn chơi. Thấy cái kiến trúc của xây chỗ này đẹp quá ha Tú hả? Mà cái này là có ai thiết kế không hay là sao? Cái này là mình có thuê một sư người Nhật. Oh, yeah. Người Nhật làm. Cho nên là các bạn thấy nó rất là khác biệt ở đây. Wow, cái trần các bạn thấy nó có cái vân đó kìa. Hay quá hả? Đây các bạn thấy thì gạch ở đây người ta lát như thế này. Yeah. Cái này là gạch đúng không? Gạch thiệt luôn các bạn. Đó, mà gạch này là gạch nung giống như là lúc nãy Tú nói. Thì đó, để người ta sắp như thế này rất là đẹp và đều. Nhìn đây. Rất là công phu nha, một cái thiết kế gì đó rất là khác biệt so với những cái khách sạn khác mà các bạn thấy ở đâu đó. Đặc biệt là ở tại Bến Tre thì các bạn biết ở đây không phải là thành phố du lịch đó, cho nên có được một cái khách sạn lạ lạ như thế này để các bạn ở thì phải nói là hay lắm luôn á. Ở đây mình có một cái thang máy hả?
để mình đi lên. Thì ở đây nó có mấy tầng tất cả? Có 2 tầng. Hai tầng thì mình vẫn khuyến khích khách đi bộ để trải nghiệm cái thiên nhiên, để giảm cân nữa. Dù sao thì cũng có những người còn cần có hành lý nhiều. Đúng rồi, phải có cái này cái kia. Nhưng mà ở đây là tổng cộng bao nhiêu phòng? Mình có tổng cộng là 30 phòng. 30 phòng, bây giờ đi lên đi ha. Hai mình có 13 và dưới mình có 4 phòng. Ok, giờ mình coi một cái phòng nào được không? Được. Ok. Này các bạn, rất là thiên nhiên, mà phải nói là thực sự rất là mát mẻ khi mà các bạn bước vô đây, rất là mát. Này you go. Đi lên đây coi. Ở đây chỉ có một vài tầng thôi. Những cái màn là mình chuẩn bị thay thế, mình đang sắp vậy đó. Cái đúng rồi, cái này mình hạn chế mưa các bạn. Mưa thả nó xuống. Mình đi lên tầng nữa ha. Ok. Wow, đi lên cái nữa các bạn. Wow, rất là đẹp ở dưới này. Lên đây mình phải nghe tiếng chim rồi đó. Đúng rồi, nghe chim luôn rồi đó. Man, thôi. Wow, rất là mát. Mát quá Tú ơi. Man. Hồi nãy tôi nói mấy cái này là có cái ống sắt đúng không? Đúng rồi. Để mà nó xuyên nó nói cái mấy cái này lại. Nó nói những gì gặp lại nha. Cái xi măng gì thì nó đúng rồi. Cứng đúng rồi, nó nguy hiểm lắm ạ. Dạ. Yeah. Khi người ta nung là bắt đầu nó mềm. Người ta thủ công dùng cái xỏ hai lỗ xuống. Wow. Xong người ta vô nung lần nữa là cố định nó lại. Wow, vậy xây như này công phu dữ ha. Ok các bạn, cho nên sẽ tạo ra một cái kiến trúc gì đó rất là đặc biệt ở ngay chỗ này. Mình đang ở lầu 3. Lầu trệt, lầu 1, lầu 2. Đây là một cái phòng. Wow. Hay quá vậy, để đây luôn. 302. Rồi vô coi thử coi bạn nào muốn ở đây nha, cũng được. There you go. Wow. Yeah, rất là basic ha. Khách sạn này mình xây được mấy năm rồi? Khoảng 3 năm hơn. 3 năm hơn, coi như 4 năm đi. Thiết kế của người Nhật họ rất là tối giản, từ tông màu tới chất liệu vật liệu. Đều tối giản hết. Dạ, yeah, rất là đơn giản quá đúng không? Đúng. Nhìn cho nó đơn giản. Tông màu xám và màu trắng. Ok, đây có cái ban công nữa nè. Cái cửa kiến ở đây này các bạn kéo qua. Đây là quay view cảnh thành phố. Dạ, yeah, cái view thì các bạn biết Bến Tre cũng không có view gì nhiều, nhưng mà có gọi là cái chỗ để các bạn nhìn ra cho nó thoáng, đúng không? Để mình không cảm thấy nó bị, để cho nó thoải mái. Để đây cái ban công ở chỗ này ngồi cũng được. Ra các bạn phơi nắng rồi cũng có lý. Nhưng mà mình thấy chắc ở Việt Nam không ai phơi nắng quá. Đây các bạn. Đây thì một cái giường ở đây nha, rất là gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Khách sạn mới có 4 năm thôi, nhìn nó mới. Ở đây cũng làm gạch luôn hả Tú? Đúng rồi. Wow. Mình cắt luôn, mình cắt mình xếp. Cắt rồi xếp vô. Cắt rồi xếp, gạch này là khác gạch kia. Nó là một cái miếng vuông nhất. Xong rồi mình theo thiết kế rồi mình kẻ mình cắt. Cắt mình dán vô. Wow. Dán vô. Mà xây cái tất cả là 3 loại gạch, cái này 1. Cái kia 2 và cái cắt xéo giá ở dưới là 3 loại gạch khác nhau. Ok. Xây nguyên cái khách sạn này tốn bao nhiêu lâu thời gian? Khoảng hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Wow, tại vì mấy cái này nó cực lắm ha. Công phu. Kiếm những người cung cấp cái nguyên vật liệu. Đây, cái chỗ này rất là quan trọng. Đối với mình á thì khi mà đi khách sạn thì cái bathroom, cái restroom phải nói là rất là quan trọng, phải nói là có cái sự sạch sẽ nhất định, tại vì rất là nhiều người dùng đúng không Tốt? Rồi mình phải sạch sẽ chứ, nhiều người mà dùng rồi thì các bạn vô mà nhìn nó dơ quá các bạn sẽ không có muốn vô nữa. Đây, mấy cái đồ này còn mới tinh. Rồi, vừa đủ thôi, cái chỗ này các bạn vừa đủ. Nhưng mà cái phòng tắm thì phải nói rất là sạch sẽ trong này. Mở vô cho các bạn xem luôn. Đây đó, có cái chỗ để xà bông. Rồi cái shower head right there. Đây rất là nhỏ gọn hả Tú? Rồi cái giá phòng ở đây thì là khoảng bao nhiêu? Mình có biết không? Hay là tùy thời điểm mình có thể book trên online được không? Riêng giá khách sạn mình là ổn định nguyên năm, không tăng lá, không tăng giá dịp lễ Tết. Không phụ thu gì hết. Không tăng giá lễ Tết luôn. Không giá lễ Tết. Cái đó good á. Vậy là ok. Tại vì một cái phòng thấp nhất thì mình khoảng 750, nó bao gồm buổi sáng cho 2 khách. Bao gồm ăn sáng luôn. Bao gồm ăn sáng cho 2 khách. Cho 2 khách luôn. Đúng rồi. 750 một đêm. Giá not bad đâu đó. Mà cái khách sạn này rất là đẹp. Các bạn thấy đây, các bạn nhìn xuống này, các bạn thấy ở dưới toàn là cây thôi. Rất là mát. Ở đây mình đặt online được không? Trên tất cả các app đều có, hoặc là đặt trực tiếp trên trang website của khách sạn cũng được. Website là gì?
huỳnhthảohotel.com. Còn mấy cái app khác là cái gì? App là Agoda, Traveloka, booking.com. Rồi, ok, thì đó. Đây là cho các bạn tham khảo nha các bạn. Đó, đi đâu ở Bến Tre là cũng quay cho các bạn xem. Mặc dù Bến Tre thì không phải là cái chỗ du lịch, không có nhiều cái để mình cho các bạn coi. À, ra nào giờ về thì nó chỉ đường xá hơi lạ lạ chút thôi chứ nó cũng không có gì mới nhiều. Oh wow. Đây, cái này các bạn thấy một cái tam giác của cầu thang xây rất đẹp ha. Đi lên cái nữa. Man, đi lên cao hơi bị quíu nè. Đây, rất là đẹp. Wow, nghe chim kêu quá trời luôn, tại vì cây xung quanh các bạn. Cây xung quanh. Rồi đây. Oh, ở đây mình đi cái dọc cái hành lang này nó có, tức là cái building này nó cong cong ha. Zig zag hả? À, tức là nó zig zag các bạn. Đây. So, mình thích cái chỗ này bởi vì cái thiết kế của chỗ này rất là lạ so với những chỗ khác, cho nên làm cho các bạn sẽ muốn wow, một cái chỗ gì đó nó còn mới để muốn ở thử coi sao. Và phải nói thì ở trên đây rất là mát mẻ các bạn. Gió nó thổi qua hai bên rất là mát luôn. Ở đây mình nhiều người làm không Tú? Hơn 10 người làm. Rồi Tú ở đây là quản lý và manager. Qua đây một khu khác nữa nó cũng có cái cầu thang đi giống như vậy. Bây giờ mình phòng này có view ra vườn dừa. À, cái này có view khác. Đây là mình gõ hết luôn. Đây là twin bed. Oh. Wow, view dừa. Bạn, wow, đúng là view dừa luôn á. Đây các bạn, welcome to xứ dừa. Toàn là dừa không thôi. Ngay cả trong khách sạn mình cũng có trồng dừa luôn. Có trồng dừa luôn hả? Có, tổng cộng hàng của mình đi. Nhưng mà được uống dừa không? Được chứ. Xuyên suốt của mình là có 12 cây. À. 12 cây dừa trồng dài theo dọc theo cái chiều dài khách sạn. À. Và 12 cây này thì nó cho trái thường xuyên và cái trái này mình phục vụ khách ăn sáng. Đã vậy. Cái là miễn phí. Cho nên bạn nào mà tới Bến Tre là phải uống dừa đúng không Tú? À, chứ mà về đây mà không uống dừa thì thôi đừng có về Bến Tre luôn á. À, trước khi mà rời khỏi Bến Tre là phải uống được trái dừa nha các bạn. Và phải nói là dừa Bến Tre rất là ngọt. Khi mà các bạn đi Mỹ thì dừa bên bển không có ngọt đâu. Mình nói thiệt các bạn, dừa bên Mỹ nó khác. À, hình như là họ nhập rất là nhiều từ ở Mexico qua thì cái nước dừa nó cũng không có ngọt nữa. Nhưng mà về Bến Tre thì phải nói là cái dừa ở đây rất là ngọt, cái ngọt liệm luôn á. Để các bạn thấy này, một cái landscaping rất là đẹp ở ngay cái khu này, rất là thoáng, cỏ xanh, rồi có dừa, có gà kêu, có chim nó kêu nữa, đủ thứ con kêu hết. Này, rất là mát mát các bạn. À, phải nói là nếu như các bạn muốn thư giãn thì các bạn có thể ở đây, một cái gì đó rất là khác biệt so với những khách sạn khác mà các bạn biết. Đây, lầu này là lầu 2 đúng không? Lầu trệt là 1, lầu 2. Dạ. Yeah. Thì mình chỉ có 2 lầu ở trên này thôi. Tường này mình sử dụng một loại chất sơn rất đặc biệt. Ủa, nước sơn á hả? Đúng rồi. Oh. Đặc biệt. Ừ. Ha. Mình sờ nó vẫn nhám. Nó ra một cái màu sắc rất là đẹp với cái phòng. Cái này ngủ cũng bằng đất nung đây. Oh, yeah, các bạn. Oh, là mình gạch nung luôn. Wow. Cool. Nói chung là mình thích cái style của cái khách sạn này. Mọi thứ ở đây rất là basic, rất là đơn giản. Thì mình thấy đa số ở bên Việt Nam mà bây giờ đi đâu cũng cho mì cấp đúng không? Mấy khách sạn đều cho mì cấp miễn phí hết. Và có cái ấm nước để các bạn nấu mì nữa. Dạ, yeah, hầu như là khách sạn ở Việt Nam rồi các bạn sẽ thấy được mấy cái đó hết. Dạ, yeah. Rồi các bạn, mình đang ở khu sân vườn. Thì trong đây có rất là nhiều cây. Rồi bây giờ cây nào trước tiên Tú? Cây mận ha. Đây, cây mận, kế bên. Có trái ăn được luôn không? Ăn được luôn. Ăn được luôn, bạn ăn trái ăn được luôn. Không có hóa chất, không phun thuốc gì hết. Đây, chuyên gia rồi. Đây các bạn, mình được một trái mận thiên nhiên luôn. Đấy. Đây, organic. Cái này mới gọi là organic nè. Đây một trái mận. Rồi, cắn một cái. Wow, so good. Rồi, cây nào nữa? Đây là dừa quá trời rồi. Dạ, dừa. Mít nữa thì là nó lại vừa ra trái, mình vừa lại hái. Dạ, mít, mít vừa mới hái xong. Mít. Dạ, một cây gì nữa? Cây cốc thái. Cây cốc thái. Mọi người cũng rất là thích. Dạ. Đây, thôi khỏi hái.
là nó nhỏ nhỏ vậy đó hả? À. Nó không có lớn như cốc mình. Dạ. Cốc Thái. Rồi, cốc Thái trồng ở Việt Nam. Rồi. Ở đây là có người xịt nước, tưới cây rồi làm vườn luôn. Đúng rồi, mỗi ngày mình để mà chăm sóc cái vườn này. Dạ đúng rồi, tại vì mình muốn nó giữ như vậy thì mình phải chăm sóc nó, đặc biệt mấy cái cây cỏ này nắng vậy là dễ chết. Cây trầu bà đúng không? Trầu bà leo lên này. Dạ. Đây quá trời dừa. Rất là mát các bạn. Đây có gió hiu hiu nữa, đây mà có cây giỏng nữa nằm đã ha. Mai mà giăng giỏng. Right. Dạ nói vậy thôi. Đây các bạn, đây là cái khu nhà ăn, nhà hàng đúng không? Để khách ngồi ăn. Điểm tâm sáng. Điểm tâm sáng, ăn điểm tâm sáng ở dưới này. Thường thường thì mình phục vụ mấy món thì sao? À, thường mỗi ngày là mình có hai món nóng như là phở, trứng bò, trứng lâm vang, trứng sa tế. Ok, vậy được rồi, vậy đủ rồi. Và món bánh mì cũng có là xíu mại. Bánh mì xíu mại, bánh mì cá và bánh mì ốp la. Ốp la theo kiểu Mỹ, thịt xông khói và xúc xích kèm theo. Và nước uống hàng ngày thì nước trái cây, cà phê. Mình là miền Tây mà nên thường mình đa số là nước trái cây là nhiều ha. Dưa hấu, dừa, chanh dây, cam. Ok, lúc nào cũng có. Đúng rồi, lúc nào cũng có ha. Perfect. Quá đã luôn các bạn. Sân vườn nha các bạn. Hàng cây không. Cắn trái mận. Rồi, nhà bếp trong sạch chứ hả? Rất là sạch sẽ. Thôi để mấy cô làm việc đi. Dạ rất là sạch các bạn. Thì mình biết là rất là nhiều người đi du lịch, cái đầu tiên là phải sạch sẽ và an toàn. Hey, hello. Đây các bạn, tủ dừa mới cho đãi mình trái dừa. Rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon. Đây cái ống hút này rất là đặc biệt. Cái ống hút này là làm bằng gạo, giống như Tú nói đúng không? Làm bằng gạo cho nên mình đói bụng quá là mình ăn luôn á. Ở đây là dừa thì các bạn biết dừa bánh tre, mà các bạn nào uống rồi thì sẽ rất là ngon và ngọt. Các bạn rất ngọt liệm. Đây, there you go. Và vừa uống dừa các bạn sẽ được một cái view vườn rất là perfect, các bạn có thể ngồi đọc sách hay các bạn có thể làm việc ở đây là ok các bạn ha. Hey, ok các bạn, thì thôi cho cái video này thì mình cũng cho các bạn xem một cái chút gì đó về khách sạn, một cái khách sạn của bạn mình ở tại khu vực Bến Tre. Nếu như các bạn nào có đi tới đây chơi, đi làm, hay là bạn nào ở Mỹ về hay là những nước khác về mà có ghé Bến Tre, có thể ở đây nếu các bạn muốn một cái view sân vườn. Khách sạn này không phải là một khách sạn rất là khủng hay là cái gì đó, nhưng mà một thiết kế ở đây rất là hay, những thiết kế rất là hay. Và phải nói là khi các bạn bước vào đây, các bạn ngồi ở đây rất là mát mẻ, rất kiểu như các bạn thư giãn và các bạn có thể làm việc được. Alright, thì xin kết thúc cái video này luôn. Xin chào mọi người. Dạ, cảm ơn Tú nha. Cảm ơn Tú. Dạ, alright, thank you. Ở đây là Tú, bạn của mình. Các bạn có gì thì tới đây gặp Tú. Alright, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.